khi ai đó im lặng điều đó có thể tạo ra cảm giác tò mò với người khác mọi người có thể cảm thấy buộc phải trò chuyện với người trầm lặng để hiểu suy nghĩ và quan điểm của họ ngoài ra khi ai đó im lặng điều đó có thể tạo ra không gian cho người khác lấp đầy sự im lặng con người có xu hướng tự nhiên muốn tránh những khoảng lặng khó xử hoặc khó chịu vì vậy họ có thể cảm thấy cần phải bắt đầu cuộc trò chuyện để phá vỡ sự im lặng. Điều quan trọng cần lưu ý là mọi người đều có những sở thích khác nhau khi nói đến phong cách giao tiếp. Trong khi một số người có thể đánh giá cao sự yên tĩnh và thích quan sát, hoặc lắng nghe hơn là nói, thì những người khác có thể cảm thấy thoải mái hơn trong những cuộc trò chuyện tích cực và bằng giọng nói hơn. Hiểu và tôn trọng sở thích giao tiếp của nhau đó chính là chìa khóa để thúc đẩy những tương tác lành mạnh và có ý nghĩa và khi chúng ta biết cách im lặng đúng lúc sẽ tạo nên rất nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống cũng như trong những mối quan hệ của chúng ta sự im lặng thực sự có thể mang đến cơ hội để hiểu biết và kết nối sâu sắc hơn trong các mối quan hệ bao gồm cả tình yêu mà người khác dành cho bạn và ngược lại trong những khoảnh khắc im lặng chúng ta thường có thể quan sát và giải thích các tín hiệu phiên ngôn ngữ chẳng hạn như ngôn ngữ cơ thể nét mặt và cử chỉ những tín hiệu này có thể truyền tải cảm xúc và tình cảm rất mạnh mẽ bằng cách hiền diện trong im lặng với ai đó chúng ta tạo ra không gian cho sự kết nối thực sự và sự gần gũi về mặt cảm xúc nó cho phép chúng ta thực sự lắng nghe và đồng cảm với người khác thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về cảm xúc và trải nghiệm của họ. Trong không gian yên tĩnh này, chúng ta cũng có thể suy ngẫm về cảm xúc của chính mình và tình yêu mà chúng ta dành cho người khác, hiểu rõ hơn về cảm xúc và động lực của chính mình. Sự hiêm lặng có thể là một công cụ rất mạnh mẽ để xem xét nội tâm và khám phá bản thân mình. Nó cho chúng ta cơ hội điều chỉnh cảm xúc, mong muốn và nhu cầu của chính mình. Nếu chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân cũng như khả năng yêu thương và kết nối của mình, điều quan trọng cần lưu ý là giao tiếp có nhiều mặt và việc diễn đạt bằng lời nói cũng rất quan trọng trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ. Mặc dù sự im lặng có thể nâng cao sự hiểu biết và kết nối, nhưng điều cần thiết là phải tìm được sự cân bằng giữa im lặng và giao tiếp cởi mở để đảm bảo các mối quan hệ lành mạnh và trọn vẹn thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại